Tôi xin kính chào toàn thể quý cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh shop guitar chick fan gia. Trong video này gia sẽ mang đến cho mọi người một dòng đàn guitar acoustic đến từ thương hiệu Yamaha, một cây đàn series 3 có ngoại hình nó hơi xấu một tí, tuy nhiên thì về điều kiện kỹ thuật của cây đàn thì vẫn đảm bảo cho mọi người chơi có một chất âm hay cũng như là kết cấu cực cực vẫn là nguyên vẹn và nguyên bản. Ngày hôm nay thì gia sẽ mang đến cho mọi người một dòng đàn của Yamaha, đó chính là một cây FG301 được chế tác vào thập niên 70. Và cái đàn này nó sẽ có một bộ gỗ lưng ba mảnh rất là đẹp. Rồi, cái này thì mặt tớp xấu nha mọi người. Mặt tớp thì đã trải qua 5 tháng nè. Qua 5 tháng thì có xước nè, xước bên đây là dấu xước bên đây nè, và có một cái dấu cấn ở đây, cấn không nứt bể nha mọi người, cấn không nứt bể và có vài vết xước. Tình trạng mặt tớp của cây đàn thì tương đối là không nứt bể nhưng mà không được đẹp nha mọi người, không được đẹp. Rồi, ngựa là ngựa zin nguyên bản chưa qua dán lại, cần đàn cực kỳ thẳng luôn và có ti chỉnh cần ở phía bên trong. Rồi, về phần hông và phần lưng thì ra đánh giá thì phần hông và phần lưng của cây đàn này thì còn tương đối là còn khá là đẹp đó. Bù lại cái mặt tớp thì được cái là phần hông và phần lưng của cây đàn thì còn khá là đẹp. Gót cần là zin đó, gót cần zin, các chỉ nẹp vẫn còn nguyên vẹn, các chỉ nẹp vẫn còn nguyên vẹn đó. Chỉ nẹp bên đây vẫn còn nguyên vẹn và rất là mướt tai. Cần đàn thì nó sẽ có vài dấu cấn nhẹ ở đây, do sử dụng cabo đó mọi người. Rồi, tiếp theo thì bộ khóa, đây là bộ khóa zin Yamaha vẫn còn rất là đẹp luôn à, đẹp luôn. Đầu cần thiết kế có nắp chỉnh ti nắp chỉnh ti trên đây mọi người, đó là cái ti nằm trên đây. Đối với những dòng mà thập niên 70 thì đa phần là nắp chỉnh ti trên đây. Rồi, về phần phím, phím thép và phím gỗ là đẹp, đẹp nha mọi người. Rồi, với một cái giá bán ra nghĩ là rất là hấp dẫn để cho mọi người có thể trải nghiệm được một cái dòng guitar acoustic dòng series 3 của Yamaha, và có bộ lưng ba mảnh rất là đẹp. Giá chỉ có 2,6 triệu thôi mọi người, kèm theo bao da, dây đeo, phím gãy cho mọi người. Nếu mà mọi người quan tâm đến sản phẩm này thì mọi người nhắn tin qua cho Gia qua số Zalo 0976546688, Gia để góc màn hình, và mọi người chỉ cần cọc giúp Gia 100.000 thì Gia sẽ đi đơn đến nơi, thì mọi người có thể hàng đến rồi mọi người có thể kiểm tra test cây đàn đúng mô tả trong video thì mọi người nhận giúp em. Còn nếu mà trong quá trình vận chuyển có hỏng hóc thì mọi người liên hệ với em để chúng ta sẽ trao đổi và giải quyết vấn đề ha mọi người ha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn. Và sau đây ra mời mọi người nghe thử chất âm của cây đàn Yamaha FG301 này nha.